Trong video này khi nhóm nâng từ đá xoay rộng bởi sai đá bẹp bọn chỉ môi nâng Skibiri thổi lên. Bà sân chỉ là thằng ạc nha chọn đăng thả ta bởi sai nụ khả năng đo cầm rất là complete tạm đàn video này bị đá mà hốt đo chọp nâng này. Ok nè ạc nha lần nhóm bàn cho mà đo khả năng mạnh cả hai nâng ấy. Cắt chờ mùi sân nó. Nắng stick thì em quên mất mồi cho mất mồi máu hai mồi máu hơi nắng đào ô lại đi nhầm smart à thì kế ca bên dưới mình là bà dây dương vô sạch dương vô mò được nó. Chẳng bà thọ bì dương bàn sạch bàn là bọc rộng rõn ấy chẳng cứ dương tờ rốt. Chỉ mùi nằm bầy sạch cho ba thông bạc ngọt nha. Nên là lời dùng một chút. Cái là hình rồi em bà thọ lắm ấy. Lời dương lưu thẳng. Cái bàn file. Chỉ mùi nằm cà rốt ok. Rồi dương tờ bà thọ là từ một tiếng. Nè là nhóm mà đá 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 chụp chỉ mùi nâng ở bây bây chờ bình bình nè anh nhóm lê nhờ chìa survival đá rô bây chờ nâng bắt khơi đăng việc bắt đăng mạch đá màu bị nhóm xối đăng nè cứ rô bắt khơi đó bên nhóm màu lên chìa mod linh đá mà chụp brand đi. Ok nè, ạc nè là dường dường vô bấy là dường đầy mắt. Mình đang tạp vào bã rụt đôi chị Skibi đi thôi là đó nè. Tại đây là dường xoay vô. Bởi chẳng nâng là bởi bạn khơi với nó, bạn chù với nó. Đọc nè mưa lấy cả. Lấy nè, ủ bã lấy được nè. Ủ máu hay nọc nè. Wow. Tại bọn nhóm lên nè. Nè. Đó. Nè học nè. Wow. Đừng vì thử ai dường rồi. Oh my god. Cái nào kìa, cái gì ở thời giờ nào? Linh chụp pin tông cái điều bằng nào kìa. Cái thời giờ thì à, đọc về thử. Nhưng smart tại vì thời giờ có cái khua khuya như vậy là như vậy đó là thơ yên sơn nhạc nè. Chào chẳng bắt về ô thẩm nắng nè nè bài.